nhà sĩ Lâm Phương tên thật Lâm Bình Phùng, pháp danh Ngộ Trí Nhân, sinh ngày 20 tháng 3 1937 tại Rạch Giá, Kiên Giang, qua đời tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ lúc 18:07 ngày 22 tháng 12 2020 giờ Cali. Trân trọng kính mời thầy một tràng vỗ tay để sẵn sàng lắng nghe.
Thưa tất cả đồng bào Việt Nam trong nước và nước ngoài, những người yêu quý mến dòng nhạc Lam Hương, kính thưa thân bằng quyến thuộc nhạc sĩ Lam Hương ở Việt Nam và Hoa Kỳ, năm 2020 toàn cầu xảy ra nhiều biến cố đau lòng làm đảo lộn một phương diện cuộc sống. Covid-19 tàn phá 220 quốc gia vùng lãnh thổ, kéo theo cái chết của gần 1.800.000 người, để lại nhiều nỗi khổ niềm đau khôn tả. Đây cũng là năm một số văn nghệ sĩ tài danh Việt Nam vĩnh viễn chia tay chúng ta. Hôm nay 27 tháng 12 2020 tại chánh điện chùa Giác Ngộ, tất cả chúng ta bất luận sắc tộc tôn giáo trọng thể làm lễ cầu siêu tưởng niệm cho nhạc sĩ Lam Hương được giảng sinh về cảnh giới an lành của Đức Phật. Đồng thời chúng tôi thành kính chia buồn đến tăng quyến ở Việt Nam, nhất là em gái, hai con gái của nhạc sĩ Lam Hương ở Hoa Kỳ. Do chuẩn bị tổ chức lễ tang của nhạc sĩ Lam Hương chủ nhật tuần sau 4 tháng 11 2020 tại California nên không thể về Việt Nam dự lễ với chúng ta hôm nay. Nhạc sĩ Lam Hương tên thật Lâm Đình Phùng, pháp danh Ngộ Trí Nhân, sinh ngày 20 tháng 3 1937 tại Rạch Giá, Kiên Giang, qua đời tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ lúc 18:07 ngày 22 tháng 12 2020 giờ Cali. Tác nhạc Việt Nam, Lam Hương để lại nhiều tiền phẩm cho đời, thành công với nhiều thể loại nhạc, đặc biệt là nhạc tình sang trọng, nhạc bolero bình dân, nhạc trẻ đúng nghĩa sôi động, tràn đầy sức sống. Về nhạc quê hương, ở tuổi thiếu niên, Lam Hương đã thành công với bài nhạc tiền tiến như Trân Thanh Bình, Hương Thanh Bình, Khúc Ca Ngày Mùa, thể hiện ước muốn nhìn thấy một nước Việt Nam không còn chiến tranh để nhân dân sống trong hạnh phúc. Trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam, ở tuổi chưa tròn 20, Lam Hương nổi lên như một hiện tượng với các bài nhạc hit rất quen thuộc trong chiến trường, gồm Chiến Đò Vĩ Tuyến, Đoàn Người Lữ Thứ, Nhạc Rừng Khuya, Nắng Đẹp Miền Nam. Đến tuổi trăng tròn lẻ, Lam Hương tiếp tục chinh phục khán giả với các bản nhạc ca ngợi tinh thần yêu quê hương, phụng sự đất nước của các chiến sĩ như Chiều Hành Quân, Bức Tâm Thư, Tình Anh Lính Chiến. Sau năm 1975, khi định cư ở Hoa Kỳ, nhạc quê hương của Lam Hương tiếp tục đạt đỉnh cao. Về hình nhạc mang tính tự sự, hai ca khúc Đèn Khuya và Kiếp Người là bức tranh tả thực về thời thơ ấu cơ cực của ông vào năm 1950, lúc mới